Bây giờ mình đổ cái nước mắm vô trong gỏi nha. Mình mời cả nhà nha. Đổ nước mắm nhiều, nước mắm này ngọt không có mặn đâu. Rồi mời cả nhà nha. Sáng nay mình vô bếp ấy, mình làm cái món gỏi đu đủ nha. Gỏi đu đủ thì mình có miếng đu đủ nè, đu đủ hườm á, nó không chín quá mà nó không sống quá nữa. Mình có miếng rau găm, với lại mình có miếng ba gọi nè, với miếng da heo, heo bụng á, mềm lắm, với tép á, mình lấy tép nhỏ nhỏ như vậy nè, mình để nguyên vỏ luôn, không có lột ra luôn. Mình có miếng thính, với miếng chanh để chút mình làm nước mắm á, mắm chanh á, với miếng tỏi, ba thép tỏi với lại ớt. Này là miếng nước mắm nha, mọi người xem nha. À, cái này mình không có, tại vì mình bào mình ăn ở nhà, mình không phải đi chợ bán á, thành ra mình không có để cái nước vôi với lại hàn the gì hết nha, mình chỉ rửa muối, nước muối thôi. Để mấy cái đó vô đó, cái nó giòn cái gì. Còn nay mình bào xong cái mình rửa nước muối, mình để vô tủ lạnh rồi mình đem ra nó giòn này, ít cái xài mấy cái đó lắm. Người ta bán ở chợ đó, người ta mới để mấy cái chất đó, mình thấy người ta để mà mình ớn quá. Cái rau găm nha, rồi mình rửa muối á, mình rửa cái đu đủ với muối, mình rửa nhanh nhanh tay chút nha, cho nó ra mấy cái mủ á, mình để lâu quá nó không để tốt xuống hết luôn á. Rồi mình để qua cái nước trong nè, đó mình rửa muối nhiều đó, mình để qua cái nước trong cái rồi làm nửa vài nước lận nha, không phải một. Bây giờ mình để cục đá vô trong cái nước trong ha, đó. Rồi mình để cái xíu là nó giòn nè, chứ mình không có cần xài gì hết. Rồi giờ mình rửa rau găm luôn nha. Rồi mình rửa cái rau găm, rồi bây giờ mình lấy vớt cái gỏi ra nha. Mình để cục đá ở gần giữa đi. Ngon vậy đó. Cục đá này lên nó cào lên đó. Rồi bây giờ mình để cái rau găm vô, mình trộn lên. Rồi bây giờ mình để cái muối vô, mình rửa cái thịt. Gỏi này á mới là da heo mới ngon, có da heo thành ra mình mua miếng da heo á nè, nó ngon.
da này mình nhờ người ta dùng cạo dùng mình ở chợ rồi để nó cạo lại một lần nữa nè, thấy không, nhà thấy không, nó dơ vậy đó, người ta cạo cho mình, người ta cạo cũng không có kỹ bằng mình cạo đâu, nhà đen đen mà thấy không, đó. Ăn vô là bổ luôn. Mình cố ý mình mua tép nhỏ vậy đó, ăn nguyên con. Rồi giờ mình mở cái bếp lên ha, mình luộc cái thịt với lại tép. Bây giờ mình để cái tép vô trước nha, tại tép nó chín trước thịt á, bỏ vô trước, mình vớt cái tép ra mình mới để thịt vô, tép nhanh lắm, mình luộc lâu quá nó mất cái chất ngọt hết trơn. Tép mình chín rồi nè, giờ mình vớt ra ha. Này thì thích ăn vỏ thì để lật đầu với lật đuôi thôi, còn không thích ăn vỏ thì mình khó mình lột. Rồi bây giờ mình để thịt vô nha, cái nước mình luộc tép mình để thịt vô với lại da heo vô luôn. Rồi này luộc. Rồi bây giờ cái thịt mình chín nè, giờ mình gấp ra nha. Gấp ra nè. Da nó cũng chín luôn, tại mua da bụng á, da nó màu chín. Rồi bây giờ mình lột cái tép á. Tép là tép nhỏ xíu à. Tại mình cố ý mua nhỏ vậy đó. Ngon. Nhỏ xíu mà có gặp. Rồi bây giờ mình sắc da heo nha, wow, da heo mềm dữ, cái này da heo bụng á, thành ra nó mềm rồi nè, wow. Mình sắc phải mình sắc nó vậy nè, để cái dao nó nằm á, nó có cái kiều da heo bự không, đó. Rồi bây giờ mình sắc cái thịt ba gọi. Ngon quá, mềm quá, mình luộc tới lửa nó mềm ngon. Bây giờ mình đổ cái nước mắm vô trong gỏi nha, mình mời cả nhà nha, đổ nước mắm nhiều, nước mắm này ngọt không có mặn đâu, rồi mời cả nhà nha.